Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 17 tháng 2 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn cùng gia đình ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tuần ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thị trường cho thấy phản ứng trái chiều với giá tiêu trắng Indonesia ghi nhận sự sụt giảm. Tuy nhiên, trong tuần qua, giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia dần được phục hồi. Còn tại khu vực Nam Á, giá tiêu Ấn Độ ổn định sau khi giảm trong 3 tuần trước. Giá tiêu đen nội địa của quốc gia này tăng trong khoảng 6.433 tới 6.458 USD trên tấn. Giá FOB tiêu đen tại cảng Kochi có mức giá là 6.700 tới 6.725 USD trên tấn. Còn tại Sri Lanka, giá tiêu ổn định, tiêu đen nội địa của quốc gia này trong khoảng 5.451 tới 5.461 USD trên tấn. Tuần trước tại Việt Nam, giá tiêu đen nội địa tăng, cụ thể giá tiêu đen trong nước tăng 2% từ mức 3.514 USD trên tấn lên 3.575 USD trên tấn. Thưa các bạn, về thị trường xuất khẩu hồ tiêu, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2022, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia có mức giá là 4.243 USD trên tấn. Tại Brazil, mức giá ổn định là 4.050 USD trên tấn. Giá tiêu đen tại Malaysia vẫn ổn định ở mức 5.200 USD trên tấn. Tại Việt Nam, loại 500g trên lít và 550g trên lít có mức giá là 4.150 USD trên tấn và 4.350 USD trên tấn. Trong ngày 16 tháng 2, ghi nhận giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia tăng nhẹ 7 USD trên tấn, hiện có mức giá là 7.026 USD trên tấn. Giá tiêu của Malaysia vẫn ổn định ở mức 7.600 USD trên tấn và tại Việt Nam có mức giá là 6.150 USD trên tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu điều chỉnh giảm 1.000 đồng so với hôm qua. Hiện mức giá được thu mua từ 84.000 tới 87.500 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận ở mức 85.500 đồng 1 kg. Mức giá 84.000 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Phú Yên cũng giảm 1.000 đồng và thu mua ở mức 84.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức 87.500 đồng 1 kg, giảm đi 1.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay ở mức 86.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 84.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 1 năm 2022 đạt 15.784 tấn, tăng 735 tấn, tức tăng 4,88% so với tháng trước và giảm đi 1.018 tấn, tương đương với mức giảm là 6,06% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 74,18 triệu USD, tăng 3,3 triệu USD, tức tăng 4,66% so với tháng trước và tăng 25,7 triệu USD, tức tăng 53,02% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 1 đạt 4.700 USD trên tấn, giảm 0,21% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 12 năm 2021. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày 17 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.